cho Bảo Huy chào tất cả các bạn nha. Nay cũng đưa tiếp theo tập tiếp theo các bạn ơi. Nắng nóng quá giờ chuẩn bị lên ghe đi đâu nữa. Bữa hổm đi bắn ở nay đi làm cái gì nữa? Bữa hổm đi tắm ở nay đi làm gì nữa? Bán, bơi, bơi, quay tắm, quay bơi tắm. Bữa hổm bơi rồi. Giờ bơi nữa. Giờ bơi nữa. Đấy, hổm bơi giờ tắm. Này đi nói trước không được. Này có phút video nữa các bạn. Chết. Phút video thứ hai, đời thứ hai. Cũng chiếc ghe huyền thoại các bạn. Cũng có Bảo Nguyễn, Tài Nguyễn với Tầm Mát, Trí Nguyễn. À, đâu? Đâu? Quá đã. Phúc biết đâu. Phúc biết đâu. Không biết nó có dính không hả? Rồi lên chuẩn bị lên thuyền các bạn ơi. Ủa? Đầu mạnh mạnh cái lưới ra bảo chuẩn bị cũng có mới mới lưới bén mới này mấy mét giờ bảo mới mua 40 mét lưới ba mạng các bạn sẵn đi rồi xong thả lưới được có cá nướng ăn dân dã nha các bạn. Giờ các bạn chờ mình cuộc hành trình tiếp theo hôm nay là chèo ghe bơi xuồng nữa nha. Đó, Tài Nguyễn là chèo lái, Ba Phi chèo mũi. Nắng quá. Qua đây rước hai vị khách huyền thoại nữa, Tăng Mát và Trí Nguyễn. Trí Nguyễn chèo các bạn à. Tăng Mát đồ không chào gì chút vuốt. Thôi. Tao tao mát mày qua mày mày làm cái phải giống như phút ít rồi nãy rồi đó. Ủa mày làm mày lắc cái gì mày lắc tao cầm điện thoại mày lắc người ta coi chóng mặt bây giờ. Bỏ hai vậy quyền thoại ở nhà chứ đi ra ngoài kia ghé rước khách 5.000 người. Rồi thiền đã xuất bến nè các bạn. Hái vài cây trái trứng cá ăn luôn nè, trứng cá cho tốt nè, sức khỏe nè. À trứng cá các bạn mà các bạn nha. Làm gì lắc chưa Bảo? Mày làm gì lắc? Giữ phút cái đâu đụng nữa. Rồi ghé rước khách luôn. Gọi đò ơi ai có sang đò để con đò chiều hiu quanh bến. Gọi đò ơi. Rồi chuẩn bị lên thuyền hết rồi. Rồi chuẩn bị đề ba mà thôi. Rồi giờ cũng chuẩn bị Bảo Nguyễn với Phúc Video thả lưới các bạn. Hai thằng thả lưới đi. Để hai biết cái thả đi. Hai em lội xuống. Đứng tỉnh lội. Từ từ. Rồi ngồi đi. Lội chỗ nào cá nhiều nha. Cho Ba Phi phỏng vấn Phúc Bí Đô sau nay vàng còn ít dưới còn có chiếc nhẫn không bán hết nữa 13 kg mà nay còn có nhiêu còn mấy trăm gram mà Phúc. Ở đủ ngửa cái gì vậy? Bán làm từ thiện đó rồi. Bán làm từ thiện đó hả? Bán làm từ thiện đó rồi. Sao không từ thiện kênh Ba Phi nè. Vàng bán dữ vậy trời ráo rồi. Không này chiếc ghe lắc thì chứ. Đây giờ chuẩn bị thả lưới nha các bạn. Nãy mua 40 mét lưới này nhiêu tiền Bảo Nguyễn? Má trời lớn như vậy ta.
Nó chơi lớn hy vọng chút dính bậy cá quái vật khủng khủng lồ á. Ủa văng trong mé vậy mà dính không chứ không phải là mình văng ngang qua ngang lại hả? Ở đây đâu có ghe mình không. À. Mà chứ bữa hỏi mình đi cái buổi trời đâu thấy chiếc ghe nào đâu. Ủa mà có buồn vừa nước đó kìa, coi vậy dạ, non nhắm vậy. Ừ, đây cũng á. Trời bảo giả ngủ à. Ngủ được lên. Dính trà luôn. Từ mấy men ơi. Để vậy lỗi xuống gỡ ra. Lỗi hoài em lỗi. Chút về lỗi. Phan ơi, buông xuồng ra giùm tao coi, để tao xoáy. Nè, Phan ơi, đụng nữa. Cái trà xong. Ê, ngừng lại, đụng. Kệ nó, bỏ đi. Gửi trà. Rồi chỗ đó nó chìm mẹ rồi. Văn không coi, tao gửi cái trà. Đâu mới chứ, văn này. Văn này, anh văn vậy, anh nghĩ nó chắc nó không có hiệu quả đâu, Tài ơi. Xét mé quá mà. Đâu người ta văng chéo không ba? Thấy văng thì văng qua văng lại, bên đây xong bên kia xong á. Văng chéo mà. Chứ văng trong cái mấy cái mương nhỏ á, bên sông. Kinh người ta văng mé không ha, văng kiểu gì, cột đi. Văng vậy cá nó. Tới đây nổi chịu nha. Bảo Nguyễn giờ bơi mà nó bơi không có nổi. Bảo Nguyễn giờ xung phong bơi các bạn. Ồ. Rồi chuẩn bị có cái wow đăng rồi nhảy lên coi tao. Wow mới làm cái rồi đó. Mày giả bộ mày nói chung là phải dừng cảnh. Lớn vậy văn xong các bạn giờ đi vòng vòng ngắm cảnh thiên nhiên rồi chúc quanh lại thăm lưới các bạn. Rồi cũng ghé cái vườn mình cấp đóng mát mát của ông nội nha các bạn. Ghé thăm vườn của ông nội cái xài quyền thoại nó giờ ăn vừa nước. Nói với ông nội. Nó xài của ông nội để lại nè, giờ phút cái đô leo xài các bạn. Đó. Mạnh lên đụng nữa. Yếu quá mình leo lên chút xíu nữa. Một cảnh luôn, nó đùng. Cái mà đừng rung rung nghe ta ra đó. Ăn tiếp chín xỉnh ăn nước. Cái này là nấu chèn mới ngon á. Bài rung. Này nấu chè ăn là cực kỳ ngon luôn. Còn ăn được. Còn được. Chín xỉn. Ngon lắm các bác. Bát. Ngon lắm. Đường nước các bạn. Bây giờ mình đi bắt kiếm mấy con bọ nẹt mình ăn đi chưa? Tao chẻ cái nữa. Mời. Này nữa chỉ như ra. Mời các bạn về nước nha. Đây. Mời các bạn về nước các bạn. Vừa ăn luôn mà. Quá ngon các bạn ơi, nhìn vừa nước á. Mà cỡ này là nấu chè ăn cũng ngon nha các bạn. Cỡ này nếu mà nấu chè với đậu xanh đồ á, lá dứa, nước cốt rồi á. Ừ, mềm xẹo có cứng đâu. Nó dẻo dẻo. Quá không? Đúng không? Ngon. Nhiều cây. Mềm quá. Đừng quá dâu mình ta mày. Ngon các bạn. Quá ngon. Vừa. Cỡ này cũng nói chung ăn cũng ngon. Ok. Cái này cứ hồi nãy. Mà này ăn chút màu khác nước. Tại nó không có nước. Mấy cái này chơi nước theo không? Có mà. Đó. Rồi nước mà em xuống dưới đây ăn à. Nó sẽ ăn được cặc gì đâu, dục nhầy lắm chứ vậy. Rồi xài lắm rồi, nó không phải có quay đây xăm phim. Chỉ biết nhóc sao không ăn. Nó không phá gì cũng nội để lại tao không phá. Cái này là mới đúng một cái mũi nè, cái đó thấy đó. Tắm tao. Tắm không? Tắm đi. Tắm không? Đi. Nhảy đâu kia à? Rồi tắm xong luôn các bạn ơi, phút video tắm xong luôn, phút video này bị trốn trại về quê tắm xong các bạn. Nhảy xuống rồi nè, coi ai chơi game cờ bắp dưới nhảy xuống cái thấy tèo toàn tèn giống cá sổ sâu. Nó chứ làm gì có. À phút video ngắn hoài có ha.
Phúc cái đồ nay nó trốn về dòng đồng bằng sông Cửu Long các bạn. Phúc cái đồ nó trốn về đồng bằng sông Cửu Long nó tắm sông các bạn. Đồ mấy nhảy ngửa luôn á Phúc cái đồ. Nhảy bốn cái đó luôn. 1 2 3 đồ đã quá đã các bạn ơi. Tới cầu thủ tăng mát nào. Xem cái dáng đập đầu rồi. Đồ uống cái ngựa. Tài hay chứ ta. Đấy thấy tại ông ấy là nãy em là em nè. Em nè, giấu nước rồi đó. Trời, tăng mát nó nhảy rồi. Mới này nhảy chìm luôn à. Nãy 3 ngày rồi, 3 ngày nó chìm lên. Và thấy vui mấy bạn. Cuộc sống dân giả thiên nhiên rồi tới tới bảo bảo Nguyễn các bạn bảo bóng, bóng sao. Điên đụng mẹ. À, bảo Nguyễn nhảy ngược nè các bạn. Đập cái mặt chưa xuống. Gãi mũi. Lẹ lẹ bảo. Nhảy đi. Không phải vậy chứ. Cười vô nhảy được. Ngay giữa thì nó nhảy kìa. Nó nhảy không biết kiểu gì đó. Nó đâu có mặt. À, để bốc cái lồng. Cười. 1 2 3. Đồ nhảy mới đẹp không? Vui với các bạn ơi. Nè lên cây này nè. Vui với các bạn ơi. Đang lặn đồ nó nghe vừa chạy ngang. Đẩy ra giùm cái anh Tài. Đừng nhảy không? Ồ, Phúc video lặn rồi các bạn ơi. Rồi Phúc video lặn rồi cho nước cũng dắt là phải giống như nhái cái cho cái đầu nó quất vô cái mũi ghe. Ở dưới nước mà thằng này lên bờ nói sao nghe. Nghe. Nghe không? Anh nói nghe. Dạ ơi, anh ngà đi. Hả? Dạ ba thằng là nắm tay nhảy xuống lượt á. Nó mưa. Này mát quá, nhà nó chỗ nắng thì. Đồ, nó đang mát nhảy. Rồi tao mát nhảy chìm luôn các bạn ơi, chết mẹ rồi. Mẹ. Quá đã luôn. Bàn tâm trầu. Hồi nãy có trái xài gốc dừa tí, nãy lụm trái xài người tôi á. Tắm nước này nè, nước trong chuồng ngập lắm nè, tắm nè. Nè, đây nè tí. Tắm mình đi. Tắm đi. Vậy hồi có chắc nó có lưỡi hay sao nè nè. Thôi, máy chạy, action. Rồi, mình bơi xuồng vô tới đằng kia luôn, hai thằng này còn lặn. Mày canh kia vừa nổi đầu lên cái mày đầm xuống. Ồ Bảo Nguyễn lên trước rồi các bạn ơi. Ồ vậy giải thưởng này là về Phúc Ít Rôn. Chai xì tin này là sẽ trao giải chai xì tin, giúp kiếm chai xì tin nào lên xong rồi là lấy trao giải luôn. Rồi đậu thằng qua trái, đậu thằng qua phải coi. Đậu thằng qua trái, thằng qua phải. Rồi bữa nay là thất thu các bạn, nhăn lưới không có gì hết nên mình không có quay các bạn. Giờ cũng về các bạn ơi. Thằng đầu qua trái, thằng đầu qua phải.